Mình vừa mất đơn hàng 40 triệu. Thật á? Sao lại thế được nhờ? Hình ảnh của mình, tất cả các bài post liên quan đến mình, họ vừa xóa xong ấy. Nhưng rõ ràng tôi với ông vẫn đang đủ lượt tương tác cơ mà. Thôi, kệ đi. Ăn gì uống gì gọi đi, hôm nay tao mời. Kinh, hôm nay lại vinh dự được hot con Linh ngu mời cái đấy. Sắp nổi rồi nhá. À mà đâu, nổi lênh phênh đấy chứ. Ờ thì cô thương, muốn làm người thường cô cũng chẳng cho. Mà tao công nhận cái ông quản lý của mày cũng mát tay thật đấy nhở. Lúc đầu Nam cũng sắp xếp, can thiệp nhiều, nhưng về sau hiệu ứng là tự lan tỏa đấy chứ. Thế lão có cách gì đấy? Nói tao nghe xem nào. Ừ thì lúc đầu sắp xếp cho tao làm một quán cà phê. Sau đó thì chụp ảnh up lên trên mạng, nhiều người cũng khen xinh. Sau đấy thì cái vụ cãi nhau với khách ấy, thì là khách tự up lên đấy chứ. May mắn thế nào lại nổi lênh phềnh. Thế là tao đi livestream. À mà này, tao nghe nói là hình như mày chửi Linh Ngọc Đàm để gây sự với anti-fan của mày đúng không? Đấy cũng là chiêu trò đúng không? Thật ra đấy là chiến thuật của lão Nam. Kêu là phải đu fame. Nhưng lúc đầu tao không đồng ý. Mỗi tội về sau thấy nó cũng hiệu quả. Hay là tao với mày cũng gây chiến ảo đi. Thôi thôi, nói mấy cái vụ này nhức đầu lắm. Mà tao còn chưa chúc mừng mày với cả ông Dũng đấy nhá. Chúc mừng gì? Thì ông Dũng trông cũng sáng sủa đẹp trai. Nam khen suốt đấy. À thế à? Sao mày không công khai đi? Mày có thích Dũng không? Đùa thôi. Nói thật với mày chứ, đấy chỉ là mối tình gà bông vớ vẩn thôi. Fan mới là số 1. Mày cũng hay thật đấy. Fan lúc nào cũng là số 1. Thiệt thòi cho ông Dũng quá. Alo. Có chuyện gì? Thôi chờ tí nhá, về luôn đây. Có khi tao phải về luôn đây. Lão Nam gọi, chả biết có chuyện gì gấp. Lại đi à? Ừ, mày ngồi nhá. Ừ, ok, bye bye, đi cẩn thận nhá. Một, hai lần còn chấp nhận được. Càng ngày càng nhiều đơn hủy không lý do này. Cái gì cũng báo tạm dừng, cần suy nghĩ thêm. Chả hiểu tại sao luôn. Thế ngoài những đơn bị hủy ra, có đơn nào mới không? Chả có đơn nào mới cho nên tôi mới đang lo đây. Chết rồi, thế mình còn bao nhiêu tiền? Ít lắm. Anh Nam ạ, em đến giao hàng và lắp đặt PC ạ. Anh giao hàng ạ? Dạ vâng ạ. Em đến chị cho em vào xong để lắp đặt luôn ạ. Từ từ, anh từ từ. Đừng mở ra vội, em chưa có tiền trả đâu. Cho em phải mang giả bây giờ đấy. Chị ơi, em là shipper, kiêm lắp đặt luôn nên không phải trả thêm tiền đâu ạ. Alo. Nam à? Ôi dồi ôi, thế không nói sớm. Nói trước có phải hay hơn không? À anh ơi, cái anh Nam nhận cái PC này ấy, anh ấy đang đi Singapore mất rồi. Anh ấy đặt cọc trả trước rồi đúng không anh? Dạ đúng rồi ạ. Ôi dồi, ok thế thì anh cứ để vào đấy hộ em, không cần phải lắp đặt đâu anh ạ. Ôi anh ơi, cái này ấy đã được thanh toán tiền và nếu mà không lắp đặt ấy thì cũng không được trừ tiền đâu anh ạ. Làm thế nào bây giờ? Người ta ship đến như thế này rồi, tiền đâu mà trả? Thì phải bán đi để lấy cái tiền đấy trả dần thôi. Nhưng mà Linh Công, không còn cách nào khác đâu. Không được đâu. Thay quần áo ơi, đến giờ đi học rồi. Nhanh, để đây.
ta nhớ bóng ai. À, cô nhận được quà rồi. Bất ngờ, cô hạnh phúc cực kỳ. Cô thích là được rồi ạ. Ừ, mà cô nói thật nhá, cô là cưng chiều hai đứa nhất đấy. Chứ thằng Trung ấy, hai đứa thấy không, cô không bao giờ nhẹ nhàng, không bao giờ ngọt ngào giống như với hai đứa cả. Tối hôm qua, 2-3 giờ sáng, hai đứa vẫn còn đang chơi siêu nhân ở trên tầng, nhớ không? Thế mà cô không hề lên mắng một tí nào. Đấy, cô chiều chưa? Nhớ kỹ cái hôm mà con bị bắt ở ngoài đồn ý. Cô để giờ phải ra xin cho con đến 4 lần. Cô nhớ chính xác là 4 lần. Cô nhắc cho mà nhớ nhá. Thế hôm đầu đến đây, con đã hứa gì với cô? Nhắc lại cô xem nào. Không rủ quan hệ nam nữ, nam nam. Không, cái quan trọng cơ, cái chủ yếu, cái mấu chốt vấn đề ấy, là lại quên rồi, nhớ chưa? À, tất cả mọi thứ bọn cháu đều thực hiện đầy đủ hết rồi cô ạ. Bọn cháu thực hiện đầy đủ mà. Đầy đủ là thế nào? Cái quan trọng nhất ý, nhớ ra. Là gì nhỉ? Nhớ kỹ đi xem nào. Cháu không... Tiền nhà. Ôi giời ơi. Này, cái điều hòa thì bật 24/24. Đi học kìa, nhìn chưa? Cái cửa sổ thì không đóng thế kia, tiền nhà tháng này là 800.000 đấy. Còn chưa đóng đâu. Nộp cho cô đi. Bà xem... Hai đứa nộp luôn đi. Bọn cháu đang không cầm tiền mặt bây giờ ạ. Đi rút ngay khẩn trương. Muộn học cũng phải rút tiền về đây. Đóng cho cô rồi mới đi học. Nhớ chưa? Này này này. Cái chuyện gì thì chuyện ý. Chứ cái chuyện mà tiền nong tiền nhà ấy là không được vớ vẩn lấc cấc đâu. Tôi nói thật, tiền nhà đã giảm nửa giá rồi. Anh chị mà không đóng được tiền ý thì xin mời là tháng này chuyển chỗ khác đi. Chuyện này mẹ cứ để con lo, mẹ vào trông hộ con đồi khoai. Có giải quyết được không? Con là con của mẹ mà. Với lại ấy, bọn con xem tuổi nhau, nói chuyện cũng dễ hơn. Mẹ bực làm gì cho nhiều nếp nhăn ra. Đây này, vẫn còn mấy cái vết chân chim đây này. Giải quyết, mẹ đi vào massage. Thôi được rồi, hai đứa cứ đi học đi. Anh sẽ cho hai đứa vay tiền đóng tiền nhà, được không? Miễn là lòe được mấy anh là được. Thật á? Nói bé thôi. Thế ổn không anh? Ổn, anh yên tâm. Anh nói một là một, hai là hai. Anh rất là thích hai đứa ở đây với anh. Với lại, em nhìn này. Đẹp không? Ờ, vừa như in anh ạ. Đẹp không? Thế nên là hai đứa cứ đi học đi nhá. Lúc nào có tiền thì giả anh sau cũng được. Thôi bọn em đi anh nhá. Nhớ giữ bí mật nhá. Sao hai đứa lại có thể túng thiếu đến mức như thế này nhở? Còn mấy triệu tiền điện với tiền nhà cũng không có để đóng à? Sao lại như thế được? Rõ ràng một tháng hai đứa kiếm được hơn 20 triệu. Mà tôi đã kịp mua gì đâu. Có mấy gói bim bim với cả mấy chai nước ngọt. Chứ nhiều. Mấy gói bim bim mấy chai nước ngọt ở đâu ra? Cái quỹ chung tiêu gần hết rồi. Bà hay mua quà vặt lắm ấy. Mà nhất là đồ trang điểm bà nữa rất là tốn kém. Bà mua quà tặng bố mẹ thì tôi cũng phải có việc riêng của tôi chứ. À, còn mấy cái việc mà mình làm rồi nhưng người ta chưa trả tiền đúng không? Đừng có mong cái đấy. Thường thì mấy công ty họ trả muộn lắm. Giấy tờ thì lằng nhằng. Chắc khoảng 2 hoặc 3 tháng sau may ra người ta thanh toán cho mình. Thôi xong. Giờ không có tiền đóng tiền nhà. Cô ỉn mà biết, cô ỉn đuổi chắc luôn. Bây giờ ấy, những cái đồ mà đã dùng rồi thì không làm gì được đâu. Còn những đồ chưa dùng ở nhà thì đi bán đi lấy tiền trang trải. Để tôi mà đăng lên page một cái là bán trong vòng một nốt nhạc. Không, tuyệt đối không kể khổ với cả cho người ta biết hoàn cảnh của mình trên mạng. Thế bây giờ người ta không thích dùng nữa, người ta đăng thanh lý không được à? Thanh lý trên mạng dễ dính phốt lắm, mà chẳng may ấy, bà gặp đứa nào ghét bà ấy, lại tố cáo bừa cho thì lại lằng nhằng. Mà sắp đến ngày thi rồi ấy, đừng chơi dại làm gì cả. Thà bày đồ bán ra ngoài đường còn hơn. Anh chị mua hàng ạ? Đôi này size bao nhiêu đấy ạ? Chị ơi, đôi này size 36. Đợt em mua ở trung tâm thương mại, mới tinh ạ. Em mua 800.000,
Bây giờ em chỉ bán 700.000 thôi. 100k có bán không? Chị ơi, chị là người sành điệu, nhìn cũng biết đây là hàng hiệu chứ ạ. Em có pin tắc mắc đầy đủ, chị không tin em cho chị xem. Đúng, tôi là người sành điệu, nhưng mà tôi nhìn hàng fake giống hàng hiệu lắm. Với lại hàng hiệu trả đế trên cái chiếu rách như này đâu. Không phải đâu chị ơi, đợt này em đang khó khăn cho nên mới phải bán thế này. Chứ thật ra mỗi cái em chỉ xỏ đúng 1-2 lần, toàn là hàng xịn cả. Em mà nói điêu, người yêu em chết luôn. 80k bán không? Chị không trả lên lại còn trả xuống, làm sao mà em bán được ạ? Ở đấy mà hàng hiệu. Bán hồi anh Lý thế. Các chị ơi, các chị xem hàng đi ạ. Hàng Quảng Châu hay hàng Trung Quốc em? Hàng xịn ạ, hàng em mua ở trung tâm thương mại. Chị ơi nhẹ tay thôi, như thế hỏng mất. Bán hàng cho người ta xem hàng chứ. Nhưng... cái này size bao nhiêu em? Cái này size S ạ. Cái này 800.000 em bán hàng. Đây là chị hỏi cái này 800 em giảm giá còn 400 thôi ạ. Thế 200 bán chị đi. Đắt quá, đắt quá. Chị ơi không có giá đấy, hàng hiệu không có giá đấy đâu ạ. Chị ơi nhẹ tay thôi, không hỏng mất cái máy của em rồi. Ôi, người ta mua hàng không cho người ta thử. Các chị ơi từ từ thôi ạ. Thôi đừng như thế, hỏng hàng của em ạ. Cho người ta xem đi, ta mua làm sao? Nhẹ nhàng thôi ạ. Thôi, xem cái đây đã nào. Này, con kia, mày ở đâu mà dám lên đây ngồi đấy hả? Cô ơi, cháu đang khó khăn, cháu chỉ thanh lý hôm nay thôi ạ. Khó khăn? Ai chả khó khăn? Tao cũng đang khó khăn đây này. Mà mày ở đâu mày dám lên đây để cướp cái cơm của tao đấy à? Cháu không cướp của ai cả, nhưng mà tại vì cháu đang khó khăn quá, chứ cháu không có ý định bán lâu dài ở đây đâu, chứ... Thanh Lý, đang này, ở đâu? Đến đây ngồi. Cô quá đáng ngắc cửa rồi chứ. Đây có phải là vỉa hè nhà cô đâu, mà cháu có bán ở đây lâu dài đâu. Cô nói một câu cho dọn đi, việc gì phải đá đổ của cháu này, như thế. Tao nói cho mày biết nhá, con này ấy chưa biết ngán ai là cái gì đâu nhá. Mày có giỏi ấy thì gọi cả họ nhà mày đến đây mà tranh bữa cơm với tao. Cháu không tranh của ai cả, nhưng cô vô văn hóa là vừa thôi. Mày dám cứng với tao đấy hả? Mày cứng với tao thì tao cho mày chết. Này, có cái con danh con, nó đang cướp chỗ của cô đây này. Thôi bán rẻ đi. Cô kia, ai cho cô chiếm dụng lòng đường vỉa hè thế hả? Ừ, dần phòng cho dân vào, em ơi nhanh. Cô kia, đứng lại nhanh cho tôi. Đang gì không? Con người đúng là loài động vật đáng sợ. Hả? Tôi mang đồ ra đường bán đã bị phường đuổi, lại còn bị hôi của nữa. Thôi thế cầm lấy mà dùng. Ông bị điên à? Cầm lấy mà dùng thì tiền đâu mà tiêu? Tôi hết tiền ăn rồi đây này. Thì biết làm nào bây giờ ấy, bán cái gì có giá trị một tí như cái PC của mình chẳng hạn. Vừa mới mua xong ông lại bắt bán. Lỗ chết. Chả còn cách nào đâu. Này, tôi còn vài chục, cầm lấy mà ăn. Thế ông không đi ăn luôn à? Tôi vừa đi ăn cũng no no cùng mấy thằng bạn rồi. Tưởng thì nào, hóa ra là tranh xả. Đúng là tranh xả. Nam, khỏe không ông bạn? Lâu lắm không gặp ông bạn ấy. Tôi khỏe. tôi mang giày cho ông này. Ôi, ông lặn lội đi đường xa đến đây làm gì? Sao không gọi ship đi? Giày xịn cho nên tôi phải tự tay mang đi tôi mới yên tâm. Mà thông cảm nhá. Từ khi biết điểm thi học kỳ của tôi đến giờ ấy, ông mua vào bô khóa bố nó mất cái thẻ rồi. Giờ còn tí tiền mừng tuổi từ Tết, lay lắt sống tạm qua ngày vậy. Được tí tiền như ông thì tôi cũng muốn. À mà này, đây, tiền đây. 640 nhá, ông đếm đi. Rồi ok, được rồi. Kiếp, xuân thế, đặt phát được luôn. Đâu, hồi trước sợ cháy hàng cho nên tôi nhờ mấy thằng bạn nó đặt. Nhưng bọn nó không biết, nó đã đặt thành ra 2 hộp. Này, mà sao không giữ tem mác đi, bán nó được giá à? Đâu, tôi mua, tôi về tôi bóc 1 hộp rồi.
Nhưng ở nhà cái thằng em nó không biết, nó lại bóc bố ra mất. Nó không biết phải làm nào, mang cho ông ấy. Mà tôi hỏi thật nhá, đôi này nó có thần thánh như quảng cáo không đấy ông? Cực kỳ tốt đi, ông không phải nghĩ luôn. Ông thấy không? Tốt tôi mới mang cho ông. À, tôi cũng không có ý gì đâu. Chỉ là tôi thấy ông đang đi đôi giày này, trong khi là đôi này thì ông vẫn đang cầm ở tay này. Thấy đôi nào xỏ bừa đi cho nhanh mà. À mà này, tí rảnh không? Đi họp lớp đi. Thằng Tú Bín ý, nó đang rủ anh em mình đấy. Thằng nào ấy nhỉ? Cái thằng Tú Bín ý. Tú Bín đúng không? Tú Bín, cái thằng tóc đỏ đỏ ấy, học của anh em mình lớp 6, lớp 7 ý. Rồi, cái thằng mà nó bị kỷ luật suốt đi. Bây giờ tôi đang có tí việc, tôi phải đi. Thôi đi đi, tôi đèo. Đi. À thôi, khi nào anh em chẳng gặp được nhau. Ông lúc nào cũng lần khất hoặc mặt cấp 2 không? Thôi, lần này cho tôi khất nhá. Ông đúng là hèn. Chào bạn nhá. Ông bạn. Đây là... Ông gặp. Tú Bín này. Tú Bín này đúng không? Ừ, đây. Chào bạn nhá. Làm bi không? Thôi, bạn cứ hút đi. Ông bạn này là làm bi không? Thôi, mấy ông cứ hút đi, tôi ngồi đây tí cho vui thôi mà. Không biết hút à? Chưa, còn này lắm, non và xanh lắm. Thế tôi hướng dẫn cho làm bi cà phê nhá. Tiên là cho thuốc của nó à. Này, ông châm lửa ấy là hút thôi. Thì nim học tập. Làm bi không? Không. Hả? Làm bi đi. Làm đi ông. Làm hơi. Làm bi phê lắm. Thử đi. Sợ cái gì? Đây, để tôi châm cho. Đây, ông châm cho ông ấy đi. Đây, tôi là cho đỗ rồi nha. Đấy. Cho mồm vào, tôi phải châm. Cho mồm vào. Cho mồm vào, rít đi. Mồm rít thôi. Để thế nào nhỉ? Đấy, yeah. Cho mồm đấy. Rồi. Rồi. Rồi, rít đi. Rít đi. Ô, phì cái ấy ra. Rít ra đúng không? Ồ. Được rồi đấy. Thế không? Thế không? Làm miếng thuốc mà ăn đầu hút thế mà. Nhìn chán không? Sao? Phê chưa? Lần kiểu lần đầu hút ra thế. Chán. Lần đầu tôi hút thế mà em. Không nghĩ nó chán đâu. Giật. Đây, làm đi trả đá, hãm đi. Ôi, bình tĩnh. Hãm đi. Trả đá đi, nhanh. Hãm đi. Làm đi ông. Uống đi. Không biết gì. Uống đi. Đi. Ừ. Thế nào, xem thế nào. Sao đây? Đưa ra nào. Đưa ra nào. Ông ơi. Chả lắm cơ. Nhìn nó kìa. Xem nó không phải nhiều. Xem sao không? Sao không? Ê! Bọn bạn xấu. Sao thế? À không, không có gì. Bây giờ đi bán cái PC cùng tôi luôn, đi cùng tôi luôn nhá. Để tay kia đi. Thế này, để đây. Thấy móc không? Ông có đem giấy tờ mua bán cái máy tính này đi không? Giấy tờ đi. Đây. Đây, giấy tờ đây. Đầy đủ tem kiện, niêm phong các thứ. Nói thật với hai bạn là mình cực chẳng đã có thể bán hai cái thứ mình rất là thích này đi ấy. Ok, tôi biết rồi. Nhưng mà ông phải cho bọn tôi thời gian để bọn tôi tra cứu. Xem tem nguyên kiện có đầy đủ không, tem giả hay tem thật nhá. Đúng rồi đấy, ông cứ yên tâm đi. Cứ đi đâu lòng vòng 1-2 tiếng rồi quay lại. Chỗ bọn tôi ấy, làm ăn lâu rồi, ông không phải lo. Không cần biết là làm ăn bao lâu, nhưng đại khái anh em mình chưa làm việc với nhau bao giờ, đúng không? Đây, hai ông cứ ký vào đây hộ tôi. Niêm phong các thứ tình trạng máy tính. Tất. Cái ông này chắc cú nhờ. Được rồi. Ký đi ký.
Tôi linh cảm chả lành hai cái thằng vừa nãy. Không sao đâu. Cái cửa hàng đấy, ở đấy bao lâu rồi? Từ lúc tụi mình về đã thấy. Chả nhẽ vì cái máy 40 triệu nó dẹp tiệm luôn à? Thôi, bà cứ ở đây nhá. Có gì đi ăn để sau. Tí có gì mua cái bánh mì qua đấy cũng được. Tôi qua đấy ngồi thiền. Tôi sợ bị luộc đồ á. Ông đừng có mà bi quan quá. Lúc nào cũng nghĩ xấu. Trên đời này người tốt thì nhiều, người xấu chỉ là thiểu số thôi. Tin như bà có bảo bán nước à? Ông không yên tâm thì cùng đi xem. Tí nữa ăn sau. Tôi cá bây giờ quay lại cái cửa đấy sẽ đóng. Này, đập đập cái gì đấy? Làm sao? Sao đập xong rồi không nói gì? Anh, em... Nãy hai cái anh kia đâu rồi anh? Em vừa đặt một cái màn hình cả cái cây ở đây ấy. Hai thằng kia cầm mất gì của em rồi sao? Hôm nay thông báo ở trên page là cửa hàng đóng cửa. Hai thằng vừa rồi là hai thằng nhân viên cũ. Anh đuổi bọn nó về rồi. Thôi xong em rồi anh ơi. Hai thằng luộc đồ em rồi. Anh có số điện thoại nào không? Anh đưa cho em đúng không ạ? Để em gọi ngay cho hai cái thằng. Em chắc chắn là nó luộc đồ của em rồi. Vừa rồi bọn nó về, chính anh là người đóng cửa. Mà cái máy vi tính nó to thế, có phải bằng kim đâu mà. Mất làm sao được. À, ông kia. Đấy, mất làm sao được cơ chứ. À đây rồi. Bọn nó nhận hàng xong có ghi vào đây rồi. Thông gặp bọn này làm ăn có tâm phết. Mà bọn em muốn bán à? Nếu như trên đời này toàn chuyện xấu xa thì làm sao cây táo lại nở hoa được cơ chứ. Nhưng mà em ơi, sao có mức vào không được à? Hai thằng chó gọi thuê bao. Đen thật, toàn gặp phải thiểu số. May mà bán được cái màn hình cũng kha khá tiền. Màn hình cong to quá, nó bê không được. Bây giờ cái tiền bán màn hình ấy, để lại rồi đóng tiền nhà, từ sau đó đầu tư cho cuộc thi. Đến giờ này rồi mà vẫn đầu tư nhiều thế à? Bây giờ số lượng bình chọn của bà vẫn đang dẫn đầu, bà đang đứng thứ nhất, bỏ xa người thứ hai và gần như gấp đôi người thứ ba, nghĩa là Kiều Anh. Bây giờ mình có thua cũng chỉ là do ảnh cosplay mình quá xấu. Nhưng cái tỷ lệ đấy rất khó thể xảy ra. Còn lại mình chắc chắn là thắng. Ừ, thôi tùy ông. Sao? Không thể nào mà nuốt được. Không có xúc xích đúng không? Phải để dành tiền chứ bà. Mình phải mua đồ trang điểm các thứ linh tinh chứ. Mà nếu tôi không nhầm ấy thì 12 giờ đêm qua bà vẫn đứng top 1. Lát nữa chắc người ta gọi điện thông báo bây giờ này. Alo ạ. Vâng ạ. Dạ đúng rồi ạ. Sao ạ? Anh nói lại giúp em một lần nữa được không ạ? Dạ không, em nghĩ là không có lần thứ hai đâu anh ạ. Ông đi đâu đấy? Đi gặp người yêu con bạn thân bà ấy. Nhưng có chuyện gì? Con Kiều Anh đang đứng thứ ba, tại sao bùm ngàn nó lên thứ nhất được? Thì nó cũng xứng đáng mà. Xứng đáng gì mà xứng đáng? Tôi đảm bảo nó gian lận cái gì đấy, bà không biết được đâu. Sao lúc nào ông cũng nghĩ là do người khác nhở? Sao ông không nghĩ lại do bản thân ông không làm được? Tôi chỉ muốn biết lý do thôi. Thì là do ông tính toán sai. Tôi không tính toán sai. Tôi không tin vào năng lực của bà, tôi tin năng lực của tôi. Dũng, đợi tao ở khu tập xã.
Tao đã xem số liệu. Tại sao lại có cái chuyện đấy xảy ra được nhỉ? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Linh thắng được, tại sao Kiều Anh lại không? Và mày nên nhớ, khi mà Kiều Anh có 200.000 lượt follow thì Linh của mày vẫn chưa ai biết cả. Mày biết không, tao đã tính toán các số lượng truy cập và tìm hiểu các cuộc thi cần đại diện. Cái số liệu nhảy vọt như thế rất là bất bình thường. Những thằng trẻ con nó còn biết. Tao biết tao không giỏi toán như mày. Tỷ lệ gì? Số liệu gì? Tao chỉ biết thắng là thắng. Và tao bên cạnh Kiều Anh từ lúc bắt đầu cuộc thi. Và mày biết đấy, Kiều Anh không phải là một con hot girl nào ngắn. Tao nghĩ là do não nó quá dài cho nên nó sỏ mũi sau lưng mày không biết được không? Bỏ tay ra hộ cá. Mày nói gì cũng được, nhưng đừng xúc phạm bạn gái của tao. Con đi đấy không xứng đáng là bạn gái của mày. Mày nói đây, con đi. Tao nói con bạn gái mày đấy. Tình anh em 10 năm chỉ vì gái mà mày dám dẫm đạp lên nó thế à? Mày nên nhớ, trước khi tao là một thằng bạn thì tao là một thằng đàn ông. Và một thằng đàn ông thì phải bảo vệ cho bạn gái của mình. Công nhận mày là thằng đàn ông, nhưng mà là thằng đàn ông trẻ con. Lấy đâu ra ấy? Tại vì cũng không phải đi nhận giải nữa nên là tôi mang tiền đi mua đồ ăn hết rồi. Sao bà suốt ngày ăn với uống đấy hả? Tôi cũng buồn lắm chứ. Tiền hết, tình tan, sự nghiệp tiêu tàn. Thật là éo le hộp me. Ông trời đúng là biết trêu người tôi. Mấy hôm trước, tôi còn cảm giác như mình đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng mà thôi, dù sao, chuyện nó cũng ra như vậy rồi. Còn tôi đây, còn ông, bọn mình làm lại được mà. Đi theo tôi. Đi đâu? Tôi buồn quá ông ạ. Cứ nghĩ cuối cùng bố mẹ cũng đã có thể tự hào về tôi nhiều như anh Long. Bà có anh trai à? Tên là Bảo Long thì có chị gái tên là Bảo Mơ. Đến lần này mà ông vẫn còn mỉa mai tôi được. Buồn thì khóc đi. Đố vào khóc được ấy. Lùi lại 99 bước. Làm sao mà tôi đuổi được? Thôi,
Thôi, mà mình là người mạnh mẽ, mình không được khóc. Ông thì hiểu cái gì? Bố mẹ mong ông thành công, ông không làm được, ông có buồn không? Mocha đi pho ri bao giờ nào? Để bác xem phim nghe nhạc hay kết bạn nào? Kết bạn chuyện về gia đình, chuyện cho thật hết mình. Hết mình em ơi. Gì thì mau tay xuống đi giải trí pho ri. Mocha giải trí thả ga data vô cực.